À, xin mến chào các ừ. cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai kiển trên cả nước đã quay trở lại với kênh mai vàng bến tre ha. Và hôm nay thì vườn mai của chị Hà có làm một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa mình một lô mai giống uh, toàn là những giống mới cho cô chú anh chị mình mua về mình sưu tầm giống của cô chú anh chị ha. Hả? Hoặc là mình giữ là mình cho tết năm bón rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cái nào mình ủng hộ cho vườn chị Hà ha. Vườn chị Hà để giá rất là hữu nghị nha. Rồi uh, mong cả nhà hôm nay là có nhiều ngọc toàn với loại thọ hương lá cẩm thạch giá chỉ từ 150 000 một cây ha cô chú anh chị rồi không làm mất thời gian nữa, ha mời cô chú anh chị mình vào gặp luôn bà chủ đó bà chủ chào giới thiệu giao luôn nha rồi bà chủ ơi rồi xin kính chào quý cô chú bác anh chị em mình nha hôm nay trở lại kênh em cũng giao lưu một số mai đó anh chị em mình cho tết hai bốn nha rồi à, cái này em lên mã số đầu tiên thì em xin nói tiếp tiếp với clip trước là mã số 11 anh n ha rồi và cái này là một cây cúc nhị cây... ngọc giảm một D... cây nhị ngọc toàn ha một cây nhị ngọc toàn rồi mười một anh n cái này mình ghép được hai bo ha bà chủ hai bo hai bo lớn của chú anh chị tàn khá là đều luôn nè cô chú anh chị bo già nè gì mình lấy bo liền được nha rồi cụ đế qua khá quái luôn cô chú anh chị rồi thông số bà chú ơi ở đây nè hoành hoành ở trên này cái đó cũ rồi rồi cái này hoành được gần 8 nha rồi rồi cao của cây là được 35 mươi rồi rồi tán ngang là được 32 mươi rồi cây này em giao luôn là 250 rưỡi ha. Rồi hai trăm Rồi 250 bên em bao phí ship nha. Rồi Rồi tiếp theo cây mã số. Rồi cây mã số 12 12N anh nào. cũng là một cây nhị ngọc toàn luôn nha. Cây này bo dài nè, mạnh nè cô chú anh chị, bo lên da lương nè cô chú anh chị ha. Về mấy cái này là mình lấy bao liền ok. Ghép được hai bo nha cô chú anh chị. Rồi thông số luôn bà chủ ơi. Rồi cây này hoành được 8 rưỡi ha. Rồi. Rồi cao là được 40. Rồi. Rồi ngang là được mươi Rồi. Rồi cây này em giao luôn cũng 250 luôn nha Rồi cây okay. Rồi tiếp theo cây okay, mã số Mã số 13N ha Rồi Là cây thảo hương lá cẩm thạch nha bà chủ M 13N là cây thảo hương lá cẩm thạch ừ. Bo nè lên giao luôn đều gan hết cô chú anh chị thân lắc nè Rất là đẹp ha mấy cây này gì mình cho bonsai ha Tết nở ra nở chừng 20 cái bông thôi là đẹp Rồi cây này hoành thì bằng ngón tay út của mình ha Rồi cụ để có luôn ha ừ. Rồi đo hỏi chiều cao đi bà chủ Rồi. Chiều cao thôi rồi cao của cây là được 38 nha. Rồi cây này giao Rồi nha. cái này thêm em giao luôn 150 nha. Trời cây. Okay. Rồi. Rồi tiếp theo. Rồi mã số 14 anh N cũng là một cây nhỉ, nhị ngọc toàn luôn nha. Rồi. Cây bông hai màu cô chú anh chị ha. Bo già nè cô chú anh chị ha. Đó, thân lắc rất là quái luôn cô chú anh chị ha. Củ đế có luôn nè. Rồi, chiều cao bà chú ơi. Rồi cây này chiều cao được 44. Cái này hoành chừng năm ha cô chú anh chị ha, 4 năm ha. Rồi, cây này em giao luôn cũng 150 luôn nha. Rồi cây. Okay. Rồi tiếp theo cây mã số 16 anh N ha. 15. 15 anh N. Rồi. 15 anh N cũng là một cây cúc nhị ngọc toàn luôn nha. Một cây nhị ngọc toàn của chú anh chị ha. Nhị ngọc toàn. Ghép một bo nha cô chú anh chị, một mắt lá luôn nè cô chú anh chị ha. Nhưng mà lên rất là mạnh nè cô chú anh chị ha. Cây bo già về lấy bo ok ha. Đế quái cực kỳ luôn cô chú anh chị. Rồi cao này là được 38 nha. Rồi. Rồi cây này thì em giao luôn cũng 150 luôn ha. Đợi cây. Okay. Rồi tiếp theo, mười sáu anh N, mười sáu anh N là một cây thọ hương cẩm thạch nha. Rồi cúc thọ hương là cẩm thạch ha. Đá bò sữa rất là đẹp nha cô chú anh chị, ghép được ba bo cô chú anh chị ha. cụ đế có nguyên cái cũ luôn ha, rồi, thông số luôn bà chủ ơi. Rồi cây này hoành được chín nha. Rồi. Cao hơi thấp ha. Rồi cao của nó là được hai mươi sáu. Rồi. Rồi ngang của nó là được hai mươi rồi. rồi cây này em giao luôn cũng 250 luôn nha. Rồi cây. Okay. Rồi tiếp theo cây Rồi 16 anh N. 17. 17 anh N. Rồi. Rồi 17 anh N cũng là một cây thọ hương cẩm thạch luôn nha. Rồi. Đi đọc rất là đẹp luôn cô chú anh chị ha nè. lá rồi ngon lành luôn ha. Ghép được hai bo nha cô chú anh chị. Cây này thì không có củ nhiều, không có củ nó vừa phải ha. rồi thông số luôn bà chủ ơi. Rồi cây này hoành được 8 Rồi Rồi chiều cao rồi được 28 Rồi Rồi tán ngang 26 Rồi Rồi cây này em giao luôn cũng 250 luôn nha cây. Rồi tiếp theo cây mã cây số Cây mã số 18 anh N là một cây nhị ngọc toàn nha Rồi bông hai màu của chúng chị ha Đó bo khá là già nè cô chú anh chị Cụ đế có luôn cô chú anh chị ha Rồi hoành thì cả bằng ngón tay út ha 4 năm Rồi cao được 37 Rồi rồi cái này em giao luôn của 150 luôn nha Rồi okay. Rồi tiếp theo Rồi, số 19 anh N cũng là nhị ngọc toàn luôn Rồi Ủa có luôn cô chú anh chị ha Rồi Thân lắc rất là dễ thương ha Bò già cô chú anh chị Rồi cao là được 34 Rồi Rồi cái này em giao luôn của 150 luôn nha Rồi okay. Rồi tiếp theo mã số 20 Rồi 20 nào. anh N cũng là một cái nhị ngọc toàn luôn Rồi bò khá là ngon luôn cô chú anh chị ha rất là mạnh nha cô chú bò anh chị đi đọt đẹp rồi nhìn ngọc toàn bị lai lá cẩm thạch rồi rồi cây này cao 39 mươi à. rồi rồi cây này em giao lưu cũng một trăm rưỡi luôn cây rồi. này cũng là cây cuối clip của em luôn ha thì uh, cuối clip em cũng xin cho số điện thoại là 0398932309 nha đó cũng là số zalo của em luôn nha rồi em cũng kính mong quý cô chú bác anh chị em mình uh, vào clip xem được cây nào ủng hộ dùm em cây đó nha rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như chị Hà cảm ơn cô chú anh chị mình đã theo dõi hết clip và ủng hộ cho chị Hà trong các clip trước cũng như clip này. Cảm ơn cô chú anh chị mình vào xem được cái nào ủng hộ cho dù của chị Hà nha. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.